đó nó dậy rồi nè, bây giờ làm lại từ đầu hết nó. Em lùng không sao, không thấy gì. Vuốt dọc xong vuốt ngang, cái tay phải ôm theo cái trán chứ không phải vuốt chỉ có cái lòng bàn tay dính vô thôi. Cái động tác này là nãy massage đầu nè, nhưng mà bây giờ mình làm lên mặt là không mạnh như nãy nữa, nhẹ lại. Xong trán xuống tới mắt, xoay nhấn nhẹ ở đây, xoay nhấn nhẹ ở đây, xoay chứ không phải xoay không có cảm giác gì hết. Xong rồi đổi chuyển động tác liền luôn chứ không có ngừng lại. Mình làm mấy cái động tác cho mình nó phải liên kết với nhau. Chị đi từng vùng nè, nó mới dễ nhớ. Tạo cho mình cái thói quen luôn, rồi mình massage đầy đủ hết chứ, tất cả các chỗ trên mặt. Không, tới mũi. Xuống tới đây rồi, nãy giờ mình làm nó đã khô dưới thì mình phải tắm thêm nước. Thấm vô tay thôi nha. Mũi má nãy là hai tay cùng lúc, bây giờ là tay trước tay sau, đi từ má bên này xuống càm qua má bên này, mình đi nguyên một vòng luôn á, mình không có tách nó ra, đó là gộp chung một động tác ha. Ra ngoài đi ngược lại, tóc dính mặt nhớ vuốt ra nha. Xong vuốt càm, vuốt lên thì phải dùng lực, vuốt xuống không dùng lực. Mình chuyển động tác là phải có sự liên kết nha, chứ không phải là muốn chuyển gì chuyển. Mình đang làm đó mình muốn chuyển cái khác, nhưng mà miễn sao nó liên kết với nhau là được.
cái xoay làm hết động tác mình làm lại một lần hai lần nữa rồi mình xong mình kết thúc ba, chứ không phải làm hết động tác thì nghỉ. Mình làm lấy tiền người ta mà. Khúc này là quay lại chưa? Quay lại rồi đó. Đến đây thì mọi người chỉ cần lặp lại thao tác trước đó, tất cả thao tác khoảng 2 đến 3 lần thôi ha. Mình kết thúc video ở đây.